Hello, xin chào các bạn đã đến với kênh của tôi. Hôm nay tôi nói chuyện liên quan tới ngành gọi là xã hội học. Thì nếu chúng ta có theo dõi về hoạt động của ngành xã hội học thì hiện nay tại Melbourne của Úc đang diễn ra cái Đại hội Xã hội học Thế giới. Thì Đại hội Xã hội học Thế giới 4 năm người ta tổ chức một lần do Hiệp hội Xã hội quốc tế ISA người ta tổ chức. Và đây là dịp để mà giới xã hội thế giới gặp gỡ và trao đổi những cái chủ đề, những cái khuynh hướng nghiên cứu mới. Thì trong các cái hoạt động của Đại hội Xã hội thế giới á, thì có cái việc là trao giải cho những nhà xã hội học có những cái nghiên cứu xuất sắc. Thì năm nay Đại hội Xã hội thế giới đã trao giải cho nữ giáo sư Connell thuộc trường đại học Sydney của Úc, vì bà đã có những cái thành tựu nghiên cứu và thực hành xuất sắc. Thì bà giáo sư Connell này thì chuyên nghiên cứu về giới và đặc biệt là nghiên cứu về nam tính, masculinity, với cái khái niệm then chốt là hegemonic masculinity, tức là nam tính bá quyền. Thì ngày hôm qua trong cái buổi mà nhận giải thì bà giáo sư Connell này có một cái diễn từ nhận giải. Thì trong cái diễn từ này bà có nhắn nhủ đến các nhà xã hội học trẻ, những người đang theo đuổi ngành xã hội học, những cái điều như sau, và chúng ta cùng xem nhé. Bảy đưa ra bốn lời khuyên. Lời khuyên thứ nhất đó là phải tự tin vào ngành học của mình và tự tin vào năng lực của mình. Thì theo tôi đây là một lời khuyên rất là quan trọng, bởi vì rõ ràng là có nhiều bạn đang theo học ngành xã hội nhưng mà rất là hoang mang, không biết học để làm cái gì. Và cũng có rất nhiều người đã tốt nghiệp ngành xã hội học rồi cũng đang làm những công việc liên quan tới xã hội học nhưng mà cũng không có tự tin lắm vào cái ngành của mình. Nhiều người nghĩ rằng ngành xã hội học là cái ngành không danh giá và không mang lại sự giàu có và tiền bạc, cho nên cũng không có dám tự tin thể hiện mình là người đang làm nghề xã hội học. Cho nên cái lời khuyên đầu tiên bà ấy muốn nói đó là phải tự tin vào ngành của mình và phải tự tin vào cái năng lực của mình. Bởi vì nếu mình không tự tin vào năng lực của mình thì mình sẽ không làm cho người ta biết đến xã hội học và cũng không thấy được tầm quan trọng của xã hội học. Và dĩ nhiên muốn tự tin vào năng lực của mình thì mình phải cố gắng trau dồi, phải cố gắng học hỏi liên tục thì mới có thể tự tin được. Cái lời khuyên thứ hai mà phải lưu ý đối với những người làm xã hội học đó là phải chú ý quan tâm tới những vấn đề hệ trọng, những vấn đề lớn của xã hội. Thì những vấn đề lớn, những vấn đề hệ trọng của xã hội có thể nói đó là thí dụ những vấn đề về nghèo đói, vấn đề về bất bình đẳng, vấn đề về phân tầng xã hội, vấn đề về biến chuyển xã hội, vân vân. Đó là những vấn đề mà các nhà xã hội học nên chú ý phân tích, chứ không nên chú ý phân tích vào những cái chuyện mà nó chỉ liên quan tới, chứ không nên chỉ chú ý phân tích những cái vấn đề mà liên quan tới một số nhóm người, chẳng hạn như nghiên cứu về cái chuyện là phụ nữ quan niệm thế nào về việc sinh con trai con gái. Thì cái này nó không phải là một cái vấn đề xã hội quá lớn để mà có thể tác động lớn đến đời sống xã hội. Cho nên là bà ấy khuyên các nhà xã hội nên chú ý tới những vấn đề lớn và bàn luận nó. Và lời khuyên thứ ba đó là nhà xã hội học cần phải phục vụ cho con người chứ không phải phục vụ cho người giàu, giới tỷ phú. Có nghĩa là mình phải mang lại lợi ích cho số đông, cho đa số con người, và nhất là những con người bình thường, những con người ở tầng lớp bên dưới, những tầng người ở tầng lớp trung bình trở xuống. Chứ mình làm nghiên cứu mình để phục vụ cho tầng lớp có quyền lực, tầng lớp giàu có thì nó không còn ý nghĩa gì nữa. Và lời khuyên cuối cùng bà ấy nhắn gửi tới các nhà xã hội trẻ đó là phải dũng cảm và can đảm. Bởi vì như Dè Phục Dơ, một nhà xã hội lừng danh người Pháp, đã từng nói xã hội học là một ngành bị xã hội cho là quấy rầy. Nhiều chính phủ, nhiều quốc gia tầng lớp trên xem xã hội học như là một cái thứ khoa học quấy rầy, bởi vì luôn vạch ra những cái điều mà người khác muốn che giấu, luôn làm sáng tỏ những điều mà người ta che mờ đi bằng những cái diễn ngôn nghe rất là vui tai. Thì nhà xã hội học là người vạch ra những cái bất ổn đằng sau những cái bề ngoài có vẻ như là rất là ổn đó. Cho nên là xã hội học gây cái sự khó chịu cho nhiều người, đặc biệt là cái giới có quyền lực. Cho nên là và vì vậy mà nhà xã hội phải can đảm để nói lên cái sự thật và can đảm đi đến cùng cái điều mà mình khám phá. Dĩ nhiên là điều này rất là khó, bởi vì nếu chúng ta đi đến tận cùng của sự việc thì chúng ta có nhiều khả năng không nhận được cái sự thiện cảm từ cái tầng lớp có quyền lực và những người khác, và có thể là gây mất lòng. Nhưng mà phải can đảm
thì mới đúng là xã đại học. Thì đó là bốn lời khuyên của giáo sư Connell trong cái buổi lễ nhận giải thưởng thành tựu nghiên cứu xuất sắc mà tôi muốn giới thiệu lại. Xin cảm ơn các bạn, và nếu hữu ích thì like, chia sẻ video nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ở lần sau.